liên tiếp là những cú prime bao của Hải Triều. Tuy không có được tư thế tốt nhưng nó vẫn gây ra sát thương. Hơn qua như vậy, chiến thắng nông ao kỹ thuật dành cho bác sĩ gốc đây đỏ. 3 phút hiệp một bắt đầu, gốc đỏ Hải Triều và gốc xanh Thanh Hiếu. Đòn đá đùi tốt của Thanh Hiếu, Hải Triều vẫn tiếp cận chậm rãi, tung ra một cú body kick. Là một cú đá tốt của Thành Hiếu. Và bây giờ Hải Triều đang dồn ép. Cú over right hand chưa thật sự tốt của Hải Triều. Tuy nhiên võ sĩ gốc đài đỏ không ngừng áp sát. Xin nhắc lại đây là một trận MMA. Và Hải Triều đang tiếp cận trận đấu một cách điềm tĩnh. Và đang chờ đợi thời cơ, trong khi đó Thành Hiếu vẫn đang rất cố gắng để thực hiện những đòn tấn công. Đòn bắt chân và tung ra những cú đấm vong bằng tay phải. Cuộc ngã thành công cho Hải Triều. Và bây giờ là side control. Tuy nhiên chưa thể giữ được. Thành Hiếu đang giữ lấy cái đầu của Hải Triều. Nhưng có vẻ sẽ không giữ được tư thế này lâu. Khi Hải Triều đang dần thoát ra. Tư thế sẽ tương đối bất lợi cho Thành Hiếu. Khi Hải Triều đã kiểm soát được cái phần hông của anh, có rất nhiều khoảng trống để cho Hải Triều thực hiện cái đòn tay của mình rất tốt. Lại thêm một cú tác cao nữa, rất gọn và rất mạnh. Còn bây giờ Hải Triều đang tìm cách lấy cái lưng của Thành Hiếu. Tiếp tục một cú slam. Hải Triều đang giữ chặt lưng của Thành Hiếu và bây giờ đưa xuống đất. Thành Hiếu vẫn cố gắng giữ đầu của Hải Triều bằng một tay. Tuy nhiên nó không chắc chắn một tí nào. Và bây giờ là ground and pound từ Hải Triều. Tuy nhiên anh cần phải giữ vị trí tốt hơn, kiểm soát lực tốt hơn. Thành Hiếu đang khóa tay phải của Hải Triều. Nhưng tay trái của võ sĩ gốc đen màu đỏ vẫn đang khá là thảnh thơi để có thể thực hiện những đòn tấn công. Ưu thế vẫn đang thuộc về Nguyễn Đức Hải Triều. Liên tiếp là những cú prime and bow của Hải Triều. Tuy không có được tư thế tốt nhưng nó vẫn gây ra sát thương. Hơn qua như vậy, chiến thắng nông ao kỹ thuật dành cho võ sĩ gốc đen đỏ Hải Triều. Khi mà hiệp đấu đầu tiên vẫn còn 25 giây thì trọng tài đã phải can thiệp khi quan sát thấy rằng Lê Thành Hiếu không còn khả năng phản kháng trước sức mạnh tấn công của Nguyễn Đức Hải Triều. Một trận phát